Đeo cờ chứ, cho cây nó sung lên mới được. Nếu mà trường hợp như chặn vừa rồi cái vườn này đúng không, cái vườn này chặn vừa rồi mà không gãi cái đợt hữu cơ đó rồi đúng không, là đợt này ra bông không tạc nè, cây không đủ lực để mang bông mang trái nè. Bữa nay là gì, là gọi là nó xum xê gì mới được nè, cái bộ lá nè, cây mà gì là cái bộ lá gì là bắt đầu nó quang hợp, nó nuôi được cái lượng trái mình nè. Cũng như được có chừng 90% gì cũng có ăn mới chưa đạt. Có mới cây nhìn thấy lá yếu quá. Đấy rồi si, Dàn còn lá gì mới cũng lỡ được giật. rồi chị, dàn lá gì cũng được rồi, tại vì đang giai đoạn này mình làm bông đúng không, mình cho cái dàn lá nó sừng lại Giờ trong đó. trong nhà mình có tiền sẵn chưa, đặng điện kêu chiều nay người ta chở lên em mời gãi chứ. Rồi cái này có hữu cơ không hả, có gãi con ấy không? Hữu Không. cơ Chấm chín rồi không? Qua 8 bao. Đây, 16 10 10 MKB. Amino Combi 79 thế hệ mới luôn, thấy chưa? Đây, bốn nè. Xịt nãy giờ. Thì bây giờ là khi mà xịt cái bộ này xong rồi thì nhà vườn giờ là nó nhú như này. Nó nhú như này thì gãy phân vô rồi bắt đầu khoảng 3 ngày sau xịt lại cái bộ này. Ra qua đồng loạt với 16 10 pha 200 lít nước xịt vuốt trong thân. Thì xịt vuốt trong thân nhằm mục đích là cho nó kéo được cái lượng mầm nó ra thêm nữa và cái búp bông này nó mập lên nè. Đó. Đây. Cái này là nó phải không? Nó nè, nhú nè. Nhú ra hột gạo nè, này thường thường tôi gọi hột gạo nè. Cây này bốn trái. Bốn trái sợ nổi rồi, chứ để hai nữa. nói trời làm cái nè, nhú hết trơn, nói gì trời mà mày đi. Nghĩa là lúc giai đoạn này chưa có thấy được đâu. Ảnh chưa có, có nghĩa là ảnh chưa có thấy được cái lượng mầm nó ra. Nhưng mà chắc nè. Nhú à. Trời Phật ơi, đây nè, má ơi, đây nè. Nè, mấy cái này nè. Nhú trơn nè. Là mấy đó là nó không á hả? Chứ lẽ phước. Dòm hay dòm ba cái hí hí nhỏ nhỏ nè. Bây giờ hí hí không dòm. Dòm. Thôi nhú. Cây động ra trơn mà nó gì vậy kìa. Nhú nè. Dạ, bít tơ gì cây nào nó cũng ra trơn. Cái ra trơn à. Bởi anh ra là em kêu cái gì? Bởi anh ra là cái gì? Gãy phân xong rồi đúng không? Cái quay lại 3 ngày sau đúng không? Anh phun cái bộ đó đó. 1 ký 16 10 10, một gói ra qua đồng loạt, anh pha khoảng 200 lít nước thôi. Anh quơ xương trong lòng nữa cho em để nhằm mục đích là gì? Ví dụ như cây này có ra rồi đúng không? Nhưng mà cây này nó chưa có ra nè. Là em rước luôn cây này nè. Em rước cho nó ra lại chung với một đợt của cây bự luôn. Thảm gầy là ở đây có mưa không anh? Có mưa, kìa. Mưa đám. Mới mưa không đám hả? Vậy là bây giờ là tính nào gãy phân? Tính ngày mai gãy á. Ngày mai gãy đúng không? Nếu mà ngày mai gãy thì chiều nay á anh phải tứ xương giùm em cái nha. Tứ xương qua cái hả? Đúng rồi, tứ xương qua giùm em cái đi, rồi qua ngày mai mình hãy gãy phân là được rồi, chứ đừng có đất này nè, tại mình thật chắc là nó mưa, là đám mưa nó cũng còn độ ẩm nè đúng không, nhưng mà mình muốn cho đất nó có độ ẩm mạnh, cái quay ngang nên mình gãy phân nó hấp thụ nhanh hơn. Dạ. Gãy cho nó ra bông cho nó ra lẹ nè, ra nhóc cho nè. Trời nó nhúng chen à, đâu gì tao. Nhú chân ạ. Nhú anh nè. Điều cho mày ơi. Nhú chân chứ nhận điều gì. Nhú nè.
Như là cái này thì yêu cầu đưa phân nhẹ vô cái đúng không? Là đồ thằng này nó ở trong nó bắn ra. Yeah. Bắn ra nó giọt ra chứ. Được chứ ơi. Mấy này là mấy bông không là mang trái nha, mấy nhánh này là mày coi nè. Cái nhánh bự đó bằng trái bị đã đó, nhánh cái đó. Này là 18 ngày. Phun được 18 ngày, bữa nay nó 18 ngày là bắt đầu là tiến hành là chuẩn bị gãy phân. Gãy phân để rước bông. Thì khi mà gãy phân xong rồi đó cỡ khoảng 3 ngày sau thì Nam sẽ chung phun lại cái thằng 10 60 10 với ra qua đồng loạt. Tại vì ảnh phun mới có hai cử rồi quý con. Hai cử mà hiện tại giờ trong thân nó có búp 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 cây như thế này nè. Thì giờ mình phun mình sẽ rước bông luôn, gãy phân rước bông. Xong rồi bắt đầu là 3 ngày sau bắt đầu là phun cho nó một cử 10-60-10 với ra qua đồng loạt cái nữa. Để cho nó kéo cái lượng bông ở trong thân nó ra được nhiều hơn. Để cho bà con nông dân của chúng ta là sẽ có được cái lượng bông nhiều để tiễn bông tiễn trái. Đó. Thì hiện tại giờ thì vườn này là trước khi mà làm bông thì Nam cũng vô đâm xem cây. Hơi yếu cái dàn lá thì cho gãy một cử phân hữu cơ 007 và Bumat Sa Băng. Gãy một cử cộng với 20-20-15. Thì bắt đầu gãi rước bông, rước cây nó một cái xong rồi bắt đầu tiến hành xử lý làm bông nè. Thì hôm nay thì 18 ngày thì bắt đầu là nó nhú à. Hiện tại giờ 18 ngày mà nó nhú, tại vì cây này là do là rước cái cử phân đó, nó mạnh. Nó bật lên lại, lấy lại cái dàn khung dàn lá cây nó phát lại. Lúc đó bắt đầu là mình làm bông lại cây nó sung. Thì nó có lượng bông nó ra nó sẽ nhanh hơn những cây si. Dần lá lấy lại nè. Đợt đó té tua luôn. Giờ lấy lại ngon lành. Thường cái nó mạnh á, đúng không? Cái cây nó sung nó mạnh á. Quay ngang bắt đầu á mới có 18 ngày mà trong thân nó phun cái nó nhú à. Nó nhú à. Còn phải tỉ nữa mà mình phải ra cho nó ra ít gì, một cây tầm khoảng từ 5-6 bông là để mình còn tiễn bông nữa, để nhiều khi ra ít quá sao được. Lá dàn lá xanh lè luôn anh ta. Bờ đó rồi đó là anh lại anh thấy thấy gốm bây giờ nó được vượt trội hơn ta. Bờ nào cũng thấy cái nha, cũng bờ nào cũng... có gì đỏ nè. Không được cây vàng lá gì cây phải đủ lực để mang bông mang trái chứ, chứ còn mà cây mà dạng ốm yếu quá sao nuôi trái nổi. Trời ơi, giờ chơi hình thức là giờ mít lùng giờ ngon nhất. Quản lý sâu bệnh hại này nọ, cắt tỉa trái nọ nó cũng dễ nữa. Nó nhú hết trơn rồi. Dễ phải rồi. Thì em nói thằng thường mít tơ năm nay là nó ra bông tịch hơn mít già đó. Không ra luôn anh. Ừ. Không ra luôn đó. Nó ví dụ như bây giờ thay vậy bây giờ nè, anh xịt vô đúng không? Nó búp ra như cây này em không nói đi, nó búp cây gì em nói đi. Mà đằng này em nói anh á, nguyên cái cây gì luôn đúng không? Không có búp nữa. Mà đâu phải mà ví dụ như trên vườn cây hai cây đâu. Nguyên một hàng em đi gì luôn nè. Ừ, thấy cái bờ em không đi miêu không? Bờ đó là kêu tưới nước vô phân làm lại xịt lại đó. Thì nhưng mà cây đó là do như này nè. Trước khi làm bông á, ổng lên sình. Trước khi làm bông lên sình. Bộ lá đó, nó tốt hoài vậy đó, nó không có sừng được cái bộ lá bởi vì cây nó không bắn được cái lượng bông ra. Ừ.
nhú bông hết rồi, ngon lành rồi. Nè, nó búp hụt gạo rồi nè. Cứ làm có gì đâu, cứ